Người bình thường cứ thắc mắc mãi không hiểu. Tôi đã từng hướng đến một vị thầy đức hạnh cực cao, thỉnh giáo ngài. Tại sao một người lương thiện, cả một đời nhiều nỗi dằn vặt và đau khổ? Vấn đề này, người bình thường cứ thắc mắc mãi không hiểu. Tôi đã từng hướng đến một vị thầy đức hạnh cực cao, thỉnh giáo ngài. Tại sao một người lương thiện như con lại còn thường xuyên cảm thấy đau khổ, mà những người ác ở ngoài kia lại được sống thoải mái như vậy? Thầy rất từ bi nhìn tôi và nói: nếu như trong tâm của một người có đau khổ, thế thì chính là nói ra rõ ràng rằng nội tâm của người này nhất định cùng với nỗi thống khổ đó còn tồn tại điều ác đối ứng. Nếu một người nội tâm đã không còn bất cứ điều ác nào, vậy thì tâm hồn người này căn bản là sẽ không cảm thấy thống khổ. Cho nên căn cứ theo đạo lý này, như vậy con vẫn thường cảm thấy đau khổ, nghĩa là nội tâm của con vẫn còn cái ác tồn tại, vẫn chưa phải là một người lương thiện thuần chất. Mà những người con cho rằng là ác ở ngoài kia chưa hẳn đã là người ác thật sự. Một người có thể vui vẻ mà sống thì chí ít cũng nói lên rằng người này vẫn không phải là người ác thuần túy. Tôi không phục bèn nói: làm sao tôi lại có thể là một người ác được chứ? Bụng dạ tôi từ xưa đến nay vẫn rất lương thiện mà. Thầy nói: nội tâm không ác thì không khổ. Nội tâm của con có nỗi khổ như thế đã nói rõ ra rằng nội tâm của con đúng là tồn tại cái ác. Mời con đưa ra hai nỗi khổ của con kể sơ lược ra, ta sẽ nói cho con biết những điều ác nào tồn tại nơi nội tâm của con. Tôi nói: nỗi khổ của con thì rất nhiều. Con có lúc cảm thấy tiền lương thu nhập của bản thân quá thấp, chỗ ở cũng không đủ thoải mái rộng rãi, cái cảm giác nguy cơ sinh tồn thường xuyên tồn tại. Do đó tâm lý thường cảm thấy không được vui vẻ, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến cái kiểu hiện trạng này. Một số người căn bản không có văn hóa trong xã hội, cứ nghiễm nhiên cũng có được vạn sắp tiền dắt lưng, còn cảm thấy không phục khí. Phần tử tri thức có văn hóa giống như con như thế này, thu nhập mỗi tháng cũng chỉ ít ỏi, thực tại quả là thật không công bằng. Người nhà của con cũng có lúc không nghe lời khuyên của con cảm thấy không được thoải mái. Là như thế đấy. Tôi vẫn kể với thầy một mớ đau khổ của bản thân mình. Thầy gật gật đầu, cứ mỉm cười không dứt, mà còn cười được càng thêm hiền từ. Ông vui vẻ nhã nhặn nói với tôi: thu nhập hiện tại của con có thể đủ nuôi sống bản thân và cả gia đình của con. Gia đình con cũng có nhà để trú, căn bản không phải lưu lạc nơi đầu đường, chỉ là diện tích nhỏ hẹp một chút mà thôi. Con hoàn toàn có thể không cần thiết phải vì điều này mà cảm thấy đau khổ. Có phải nguyên do nội tâm của con có tâm ham muốn đối với kim tiền và nhà để ở, cho nên mới tồn tại cái khổ? Loại tâm ham muốn này chính là ác tâm. Nếu như con đã từng đưa loại ác tâm ham muốn này tiêu trừ đi rồi, thì con chính là căn bản sẽ không phải vì những điều này mà đau khổ. Một vài người trong xã hội căn bản không có văn hóa mà lại phát tài, con cảm thấy không phục, đấy chính là tâm tật đốn. Tâm tật đốn cũng là một loại ác tâm. Con cho rằng bản thân có văn hóa thì cần phải có thu nhập cao, đây là từ tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì cần phải có thu nhập cao, đây là từ tâm ngu si, thiếu hiểu biết. Bởi vì có văn hóa căn bản không phải là nguyên nhân của sự giàu có, đời trước bố thí mới là nguyên nhân của đời này có tiền. Tâm ngu si, thiếu hiểu biết cũng là một loại ác tâm. Gia đình của con không nghe lời khuyên của con cảm thấy không được thoải mái, đấy là chưa có tâm bao dung. Tuy là người thân của con, nhưng họ vẫn có quan điểm và tư tưởng của riêng mình. Tại sao không giống lại phải cưỡng cầu muốn quan điểm và tư tưởng của họ nhất loạt cùng với bản thân của con như vậy được? Không bao dung thì tấm lòng sẽ hẹp hòi, tâm mà hẹp hòi cũng là một loại ác tâm. Thầy tiếp tục mỉm cười nói: tâm ham muốn cũng nhiều, tâm đố kỵ cũng mạnh, tâm kiêu ngạo cũng cao, tâm ngu si thiếu hiểu biết cũng đầy, tâm hẹp hòi cũng lớn. Những cái đó đều là ác tâm. Nguyên vì nội tâm của con còn tồn tại những điều ác này, cho nên con chính là có tồn tại đau khổ tương xứng ứng với những điều ác đó. Nếu con có thể đưa những điều ác này của nội tâm tiêu trừ triệt để đi, thế thì những nỗi đau khổ kia cũng sẽ tan thành mây khói. Hãy lấy tâm thái vui vẻ và thỏa mãn nhìn nhận đối đãi với thu nhập cùng nhà ở của con.
con nên nghĩ rằng căn bản con không bị chết đói và chết cống, mà những người giàu có hiển nhiên có tiền ở ngoài kia kỳ thực cũng chỉ là không chết đói và chết rét. Con cần phải nhìn thấy được rằng người có vui vẻ hay không không quyết định bởi sự giàu có ở bên ngoài, mà đều là quyết định bởi thái độ sống của bản thân. Nắm chắc từng giây từng phút của sinh mệnh, dùng thái độ sống lạc quan, khoan thai và gắn gỏi siêng năng đến thay thế tâm ham muốn ban đầu, tâm của con sẽ dần dần vui vẻ khởi lên. Người không có văn hóa trong xã hội lại được phát tài, con cần nên vui mừng cho họ mới đúng. Cần nên hy vọng họ có thể có đầy đủ, càng nhiều của cải hơn, có càng nhiều yên vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, hãy vui mừng tựa như chính mình đạt được vậy. Người khác mất đi, hãy buông rầu tựa như chính mình bị mất mát đi như thế. Người như thế mới có thể được gọi là một người lương thiện. Mà tâm của con hiện tại là người khác giàu có và yên vui vượt trội hơn, thì bản thân mình lại không cao hứng. Đó là tâm tật đốn. Tâm tật đốn là một loại tâm rất ác, cần kiên quyết tiêu trừ. Hãy dùng tùy hỷ thay thế tâm tật đốn. Cho rằng bản thân mình tại phương diện nào đó vượt trội hơn người khác, liền tự cho mình là người thật xuất sắc, đây là tâm ngạo mạn. Thường nói rằng ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy, có nghĩa là ngạo mạn cao như ngọn núi, không sinh ra phẩm chất tốt đẹp. Một người khi đã có kiêu ngạo thì sẽ quen nhìn mà không thấy đối với chỗ thiếu sót, chưa tròn đủ của chính mình. Do đó, căn bản không thể nhìn thấy các thứ ác trong nội tâm của chính mình, để từ đó mà cải đổi sửa lỗi trở thành hoàn thiện hơn. Cho nên, người ngạo mạn tự mình đã bít kín chặn đứng cửa tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn thường sẽ cảm giác trống rỗng, thất lạc, dần dần sẽ thành tính tự ti. Một người chỉ có thể đi từ nơi sâu thẳm của nội tâm, ôm ấp trong lòng, gắng sức bồi dưỡng lên tính khiêm tốn, tâm can tình nguyện, mà vĩnh viễn đem bản thân đặt tại vị trí nhún nhường, nội tâm mới sẽ cảm thấy dồi dào và an lạc, yên vui. Kiếp trước bố thí thì mới là nguyên nhân thật sự của kiếp này giàu có. Trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Mà kẻ phàm phu không hiểu biết nhân quả, nuôi duyên trồng dưa tưởng rằng phải được đậu, mà nuôi duyên trồng đậu tưởng rằng phải được dưa. Đây là biểu hiện của ngu si. Một người chỉ có siêng năng học hỏi trí tuệ của Phật Pháp, thật sự hiểu được nhân quả của vạn sự vạn vật, nội tâm mới có thể minh sáng. Từ đó biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi cùng lời nói của mình. Duy chỉ có như thế mới có thể từ ánh sáng đi về hướng miền sáng, từ yên vui đi về hướng an lạc. Hư không có thể bao dung hết thảy, cho nên quảng đại vô biên, lưu thông tự tại. Mặt đất rộng lớn có thể gánh đỡ hết thảy, cho nên tràn đầy sức sống, cảnh vật muôn màu. Một người sống ở trên thế giới chớ đừng tùy tiện mà chẳng màng gì đối với lời nói, hành vi của người khác. Dẫu có là người thân quyến thuộc của mình đi chăng nữa, cũng chớ đừng sinh khởi tâm cưỡng cầu. Cần tùy duyên tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện để giúp đỡ người khác, lại chẳng nên cưỡng cầu hoặc ham muốn cái gì. Nếu mà tâm tư của một người có thể giống hư không, bao dung vạn vật như thế, thì người này làm sao có thống khổ được chứ? Thầy nói xong những lời này, tiếp tục dùng ánh mắt nhu hòa và từ bi nhìn tôi. Tôi im lặng một hồi lâu. Từ trong đôi mắt của tôi, hai hàng lệ nóng ấm cứ lăn dài. Tôi vốn dĩ khăng khăng cho rằng mình đúng là một người lương thiện. Mãi cho tới ngày hôm nay, tôi mới hiểu rằng mình là một người ác ra sao. Nguyên vì nội tâm tôi có nhiều lẽ ác, cho nên tôi mới có nhiều nỗi khổ. Nếu mà nội tâm của tôi không ác, làm sao tôi cần phải cảm thấy có khổ đây? Cảm tạ thầy, nếu không phải là thầy dạy bảo, tôi có lẽ vĩnh viễn đều sẽ không biết điều ác của nội tâm mình. Xin chào mọi người, lâu lắm rồi Trang mới có cơ hội để tâm sự cùng với mọi người. Hôm nay Trang sẽ... Một, Phật Pháp nói, quả báo thông tam thế, nghĩa là quả báo thông ba đời. Thứ nhất là hiện báo, đây là tạo thiện ác rất nặng. Đời này thay đổi vận mạng, liền được báo ứng. Thứ hai là sinh báo, chỉ đời sau thọ báo ứng, quả báo không ở đời này. Thứ ba là hậu báo,
hậu báo thì không nhất định ở đời nào, có thể ngàn vạn kiếp sau. Vì quả báo nhất định phải hội đủ nhân duyên mới có thể báo ứng. Tạo của bây giờ là nhân, nếu duyên không hội đủ, quả báo không thể hiện tiền. Nhưng nhân của nghiệp tồn tại, sớm muộn khi gặp duyên, quả báo sẽ hiện tiền. Vì vậy, trong cửa Phật thường nói, không phải không báo, chỉ vì thời khắc chưa đến. Tuy có ác nhân, không có ác duyên, đời này không chịu quả báo, có nhân của ác, đời này vẫn không ngừng tạo ác, thì duyên ác đã có rồi, nhân duyên hội đủ, ác báo sẽ rất nhanh chóng hiện tiền trong đời này. Chúng ta có thiện căn, đời này đoạn ác tu thiện, duyên ác đoạn rồi, thiện duyên tăng trưởng hàng ngày, tích tụ việc tu mỗi ngày, thiện báo ác có thể đến sớm hơn. Thiện báo lớn nhất là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hiểu rõ nhân quả ba đời mới biết được trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi. Oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp dây trả lẫn nhau, báo đi báo lại, chân tướng của lục đạo là thế đó. Đây là việc thê thảm, đau khổ làm sao. Hiểu rõ tướng ảo của quả báo liên tục, đời này dù có bị thiệt thòi, bị lừa, phải nghĩ đó là trả nợ, thì nợ sẽ trả xong. Còn người khác nợ ta, mình đem bố thí, không cần nữa. Tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm thanh tịnh sẽ khai mở trí tuệ. Tu hành như vậy, nhất định được chứng quả. 2. Tổ Ấn Quang cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn. Mục đích là dạy chúng ta thật sự tin vào nhân quả báo ứng. Trong xã hội hiện thời, đây là việc lớn khẩn thiết nhất. Vì sao vậy? Phật Pháp suy thoái, nhà nho cũng bị bỏ rơi, lòng người không nơi nương tựa để về. Tư tưởng, kiến giải của chúng ta không có tiêu chuẩn, thì thế giới sẽ đại loạn. Trong đời loạn lạc, nếu ai ai đều tin vào sự thật của nhân quả báo ứng, thì khi khởi tâm động niệm sẽ biết ý tứ một tí, sẽ giúp nhiều cho sự ổn định, trật tự của xã hội. Do đó, Ngài cực lực đề xướng liễu phàm tứ huấn, tinh sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tự cầu nhiều phước. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Ngài dùng cảm ứng thiên làm tiêu chuẩn của thiện ác, đoạn ác tu thiện, dùng Di Đà Kinh yếu giải để làm sạch thân tâm của chúng ta, cầu sanh tịnh độ. 3. Phước đức, trí tuệ, mạnh khỏe, trường thọ đều là do nhân của bố thí mà được. Tài bố thí thì được giàu tài lộc, pháp bố thí được thông minh trí tuệ, vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Tiền tài giàu sang ai ai cũng muốn có, trí tuệ mọi người đều muốn, mạnh khỏe trường thọ càng mong muốn. Ba thứ này, để muốn được mà không chịu tu nhân, thì đi đâu mà cầu? Cầu không được đâu, duy có tu nhân thì mới được quả báo. 4. Phú quý, vinh hoa, chuyện vui không thể tranh giành mà được. Trong số mạng có, thì không giành cũng có. Trong mạng không có, thì dù tranh giành cũng không có được. Do đó, người xưa nói, nhất ẩm, nhất trác, mạc phi tiền định, nghĩa là cái ăn cái uống đều được định sẵn, không trồng nhân làm sao có quả. Đã hiểu rõ chân tướng sự thật của thế gian, chúng ta muốn được thiện quả thì cố gắng mà đi tạo thiện nhân. Phải hiểu rằng cưỡng đoạt của kẻ khác mà số của mình đã định sẵn là có thì thật là oan uổng, vì nếu không lấy của người khác thì mình cũng sẽ có bấy nhiêu đó. Người bị kẻ khác cướp đoạt làm tổn hại là vì trong số mạng của họ vốn không có. Nếu không bị kẻ khác lấy đi thì cũng tiêu hao mất thôi. Vậy mới phù hợp với định luật nhân quả. 5. Tiền tài là có trong số mạng. Trong số mạng không có thì không thể phát tài. Nếu trong số mạng không có tiền mà bạn có cách phát tài thì Phật Thích Ca Mâu Ni Phật bái quý vị làm thầy.
Vì Ngài không có cách gì để làm được, quý vị lại làm được. Quý vị đã vượt qua khỏi nhân quả, làm đảo lộn, phá vỡ luật nhân quả, pháp xuất thế gian đều không siêu vượt định luật nhân quả. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Thật ra, miếng ăn, miếng uống đã được định trước rồi. Vậy ai quyết định? Tự mình định. Đời này nhiều tiền là do quá khứ đã tu tài bố thí nhiều. Đời này thông minh trí tuệ là do trong quá khứ tu nhiều pháp bố thí. Đây là quả báo đời này được. Phật nói, dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Dục tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết đời trước đã làm những gì, hãy xem đời này nhận quả báo ra sao. Muốn biết quả báo đời sau thế nào, những gì làm trong đời này chính là nhân của quả báo đời sau. Ta biết rằng tiền bạc, phú quý là có trong số mạng, thì cầu nó để làm gì? Hiểu được nhân quả báo ứng thì mới có thể an phận thủ thường. Ngược lại, tiền tài có được bằng những thủ đoạn bất chính, Phật pháp gọi là bất tịnh chi tài. Thực ra trong số mạng vẫn có, song tất cả cách làm đã dùng tâm sai, xem có oan uổng không. Dùng tâm thanh tịnh, tự nhiên nó cũng sẽ đến. Cần chi khởi lên những ác niệm mà tạo những ác nghiệp đó. Nghĩ đủ cách để giữ gìn của cải, tiền bạc, lo sợ nó sẽ mất đi. Nhưng không biết rằng, dù lao tâm khổ thân đến tột cùng, cũng không chắc giữ lại được. Như thị chí cánh, vô nhất tùy giả. Nghĩa là, chí cánh tức là lao tâm, thân khổ đến khi già chết, vẫn không mang theo được một thứ gì. Đúng là, dạng thứ không mang đi, chỉ có nghiệp theo mình. Một đời làm nhiều. Con muốn học thật giỏi. Nghiệp ác đều mang theo rồi. Ngoài nghiệp ác ra, một thứ cũng không mang đi được. Thiện ác, họa phước, truy mệnh sở sanh. Kết quả đạt được là như thế đấy. Tu thiện, mang đi thiện nghiệp. Tạo ác, mang theo ác nghiệp. Ác, tương lai cảm ứng nhận được quả tai họa. Thiện, kết quả tương lai là phước đức. Từ đó có thể biết, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, họa phước không cửa, do người tự chọn. 6. Nhân của khỏe mạnh trường thọ là vô úy bố thí. Phóng sanh cùng với không sát sanh đều thuộc vô úy bố thí, giúp cho tất cả chúng sanh mãi mãi rời xa sợ hãi, buồn lo, khổ nạn. Đó gọi là vô úy bố thí. Chúng ta giúp đỡ người khác thoát khỏi khổ nạn, được sự bình an. Loại bố thí này sẽ được quả báo của khỏe mạnh trường thọ. Có tiền không chỉ bố thí, sẽ gặt hái quả báo của nghèo khó. Lận pháp tức là bủn xỉn về pháp. Thế gian pháp hay Phật pháp mà mình biết được, không chịu truyền thụ cho kẻ khác, không chịu tu pháp bố thí, sẽ bị quả báo ngu si. Ngược lại giới vô úy thí, tức là uy hiếp người khác, làm cho kẻ khác thân tâm bất an, quả báo sẽ là nhiều bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi. Thường giúp đỡ người bệnh thì mình không sinh bệnh. Thường giúp đỡ người già, tự mình sẽ không già yếu. Tuổi tác tuy lớn nhưng thể lực giống như người trẻ tuổi. Quá khứ, có không ít người gặp qua lão cư sĩ Lý Bình Nam ở Đại Trung. Lão cư sĩ 95 tuổi mà không cần người khác hầu hạ, đi bộ cũng không cần chống gậy. Ông khỏe mạnh trường thọ là quả báo của vô úy thí. Ông dùng Phật pháp, y thuật giúp đỡ nhiều người bệnh tật, già yếu. Do đó, bản thân ông được quả báo thù thắng như vậy. Tuyệt đối không thể chê bai, bỏ rơi người bệnh già, người già cả, bệnh nhân. Vì tương lai mình bị bệnh, tuổi đã già, người trẻ tuổi sẽ chê bai, bỏ rơi quý vị. Quả báo là như thế. Trồng nhân gì thì được quả báo đó. Nhân duyên quả báo, một tí cũng không sai. Vui vẻ, trường thọ, sức khỏe từ đâu đến? Từ lòng thanh tịnh mà đến,
tâm lý khỏe mạnh, thân thể tự nhiên được khỏe mạnh. Do đó, tâm địa thanh tịnh, trăm bệnh không sanh, không những không bị bệnh. Tôi thường nói, không chết là thật đấy. Quý vị hỏi tôi có chết không? Tôi sẽ nói với quý vị, tôi quyết định không chết. Đây là chuyện thật. Không sanh bệnh, không phải chết, là sống mà vãng sanh tịnh độ theo A Di Đà Phật. Dùng phương pháp gì tu tâm thanh tịnh? Dùng phương pháp niệm kinh Vô Lượng Thọ. Dùng phương pháp niệm A Di Đà Phật. Đây không phải là mê tín. 7. Phật thường răn dạy chúng ta không nên có lòng làm tổn hại đối với bất kỳ một chúng sinh nào. Đây chính là nhà Phật thường nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi chúng sanh thấy quả báo hiện tiền thì lúc ấy mới sợ. Lúc này sợ hãi cũng không sao tránh khỏi ác báo. Đã tạo nhân, ác thọ quả báo. Bồ Tát biết rằng tạo nhân ác có hậu quả. Do đó, rất cẩn thận chú ý khi khởi tâm động niệm, không tổn hại người, càng không tổn hại đến đoàn thể. Quả báo gặt được là thanh tịnh, viên mãn. Trong kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân. Bồ Tát hiểu rõ sự thật chân tướng, dù phải chịu khốn khổ rất lớn, cũng không oán trời trách người. Các ngài biết tự chịu quả báo. Ác báo đã thọ xong, thiện nhân chín mùi thì thiện quả hiện ra. Đây mới là người thật sự có trí tuệ, hiểu rõ chân tướng của sự thật. 8. Chuyển tương khắc tặc là nói sự xoay vòng của quả báo tuần hoàn của sự giết hại. Đời này bạn giết hại chúng, đời sau chúng giết hại bạn. Quả báo là tuần hoàn, không chiếm được lợi cũng không bị thiệt thòi. Oan oan tương báo mới là bộ mặt thật của lục đạo luân hồi. Tương tòng cộng sanh, canh tương báo thưởng. Nếu chúng ta nghĩ thấu được hai câu này rồi, thì cho dù ngày nay trên thế gian này có bị người khác phỉ báng, sỉ nhục, lăng nhục, tâm của chúng ta sẽ bình thản. Vì sao họ không phỉ báng, không hà hiếp người khác mà chỉ hiếp đáp mình? Trong quá khứ ta đã hà hiếp họ, phỉ báng họ, ngày nay họ một trả một với ta, nợ này mà trả xong, vì sao thiên hạ sẽ thái bình, không còn gì nữa rồi. Do đó cần biết triệt tiêu tất cả nợ đối với oan gia kẻ thù, trong lòng sẽ thanh thản tự tại. Tất cả chúng sanh ở thế gian này không thể không có oan gia, không thể không có trái chủ. Vì từ du thị kiếp của quá khứ, chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, không biết đã kết oán thù với bao nhiêu chúng sanh, cũng không biết đã nợ bao nhiêu của chúng sanh. Mình nợ người ta nhiều, người khác nợ ta ít. Khi những oan gia trái chủ gặp nhân duyên hội tụ, tuy không quen biết cũng phải đòi nợ, trả nợ. Việc này Phật Pháp nói thẳng ra thì chúng ta rất dễ nhận biết. Trong đời này của chúng ta, rất nhiều chuyện không như ý muốn, đặc biệt là sự không như ý của hoàn cảnh, người và việc. Phật dạy chúng ta, lúc nào cũng phải nhường nhịn. Nhường nhịn là trả nợ, là giải oán, đừng để trong lòng, đừng so đo. Tuy đời này bị mắc lừa, chịu thiệt thòi, mình phải biết chắc là trong kiếp quá khứ, ta đã hà hiếp họ, chướng ngại, cản trở họ, nên hôm nay họ lại chướng ngại ta. Báo ứng một thì trả một. Sổ kết toán đến đây, tất cả triệt tiêu, tâm khai ý mở. Sổ tính xong, nợ đã không còn. Nếu không dứt điểm, còn ôm hận trong lòng, thì tương lai lại đi trả đũa. Đời đời kiếp kiếp, báo qua báo lại, mãi mãi, không xong, không hết. Hơn nữa, mỗi một lần trả đũa đều nghiêm trọng hơn lần trước, rất là khủng khiếp, đáng sợ. Nhân quả báo ứng, ơ hào không sai. Đồ đạc và tiền bạc của chúng ta bị người khác ăn cắp, sao họ không trộm của người khác mà chỉ lấy cắp của ta? Có lẽ kiếp trước mình trộm của họ,
bây giờ họ đi cấp về. Sổ này xem như đã... tính xong, không còn việc gì nữa. Do đó, dù người khác thảm hại chúng ta, bất kỳ thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào, thậm chí lấy đi mạng sống của chúng ta, thì cũng đừng so đo. Vì sao? Sổ sách nợ đến đây đã hết. Cùng nhau kết nối cái thiện duyên, kiếp sau thành Phật còn có thể độ họ. Kết thiện duyên không so đo, không ép chúng sanh phải phiền não, đó là tu hành. Phải biết tướng của chúng sanh trong sáu đường chẳng qua là oan oan tương báo, thiếu tiền trả tiền, nợ mạng đền mạng, tuyệt đối không có lý để trốn thoát. Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật còn phải thể hiện mã mạch chi báo. Trong truyện ký của Phật Thích Ca Mâu Ni có ghi lại, cầm bình bát xin không được đồ ăn, người ta dùng thức ăn cho ngựa đến cúng dường ngài. Tại trần tuyệt lương của Khổng Tử còn có lúc đoạn việc nấu nướng, không có cơm để ăn. Đại thánh nhân cũng không thể vì một đời tu thiện tích đức mà không có quả báo ác. Quả báo là nhân của kiếp trước đã gieo trồng. 9. Phật trong kinh nói rất rõ ràng, duyên cha con đến như thế nào? Báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ, giữa người với người, người với tất cả chúng sanh. Nói thật, không ngoài bốn thứ nhân duyên đó. Duyên kết nối nhiều đời nhiều kiếp, chỉ là nặng nhẹ, nhiều ít mà thôi. Do đó, khi Bồ Tát khởi tâm đồng niệm đều rất cẩn thận, rất chú ý. Vì các ngài hiểu được sự thật của chân tướng, quyết không khởi một ác niệm, quyết không tạo một việc ác. Vì các ngài biết rằng, một ác niệm, một việc lầm lỗi, tương lai nhất định sẽ mang lại điều không như ý trong đời sống. Các ngài muốn đời sống của mình tự tại, không chướng ngại, chỉ có không tạo nghiệp ác thì mới có thể đạt được. Quan hệ giữa người với người là quan hệ của sự báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Bốn thứ quan hệ này là biến tướng của những nghiệp quả do kiếp trước tự mình đã làm. Hiểu rõ chân tướng sự thật, mới biết thì ra người sống trên đời không có chịu thiệt thòi, cũng không ai chiếm được lợi. Tôi bị người ta lừa dối, vẫn vui vẻ cho xong một món nợ. Có lẽ trong đời quá khứ, tôi đã lừa gạt họ, bây giờ bị họ lừa trở lại. Vậy cũng tốt, vì nợ này đã trả xong. Bị ăn trộm cũng là kiếp quá khứ mình đã trộm của họ. Bây giờ việc này xem như sòng phẳng. Nhân quả vốn tuần hoàn không ngừng. Hiểu được thực tướng thì tâm khai ý mở. 10. Phải nuôi dạy con cháu bằng cách giáo dục chúng cho tốt, nhưng đừng để lại tiền bạc vật chất. Phải vì chúng mà tu phước, tích đức thì chúng mới thực sự được thọ dụng. Để tiền bạc vật chất cho chúng, chúng cho rằng tiền tài có được quá dễ dàng, nên dễ sa đọa và tạo nghiệp. Thường bố thí, ban phát ân huệ cho người khác, con cháu đến trả ơn sẽ rất nhiều. Đối với người khác không một tí ân huệ, mỗi một niệm đều tự tư tự lợi, thì sự báo ân đâu có đến, đều là đến để báo oán, đòi nợ. Uổng phí bao nhiêu tâm huyết để giáo dưỡng chúng, đến sau cùng chỉ làm quý vị thất vọng. Cũng tức là phụ ơn bội nghĩa không có báo đền. 11. Phật nói ba đời không có giọng ngữ, thì lưỡi có thể đưa ra liếm đến chóp mũi. Phật tại nhân địa, đời đời kiếp kiếp không giọng ngữ. Do đó, khi Phật đưa lưỡi ra thì có thể che hết cả khuôn mặt. Nếu không chịu tu nhân thì sao lại có quả báo? Hát thiền định. 1. Thiền định là sự chuyên tâm cực điểm. Thiền và định trong phiên dịch là chữ Hoa và chữ Phạn hợp lại. Thiền là thiền na, dịch từ âm của Phạn ngữ. Định là chữ Hán. Do đó, chữ trước là Phạn ngữ, chữ sau là Hoa ngữ. Thiền na là định lự, ý nghĩa của tịnh là định. Hai thằng Chí làm gì bây giờ? Quánh Liên Quân, qua cả tuần. Định
Nhưng trong tịnh có tư lự, tức là suy nghĩ. Đó không phải là cái định chết cứng, mà là cái định sống động. Vì thế cũng được dịch là chỉ quán. Ý nghĩa của chỉ là định, trong chỉ có quán, tức là tưởng. Do đó, chúng ta niệm câu A-di-đà Phật là thiền định, là chỉ quán. Khi niệm Phật, một vọng niệm trong tâm cũng không có, tức là định, tức là chỉ. Câu A-di-đà Phật này rõ rõ, ràng ràng, minh minh, bạch bạch, thì là quán, thì là lự. Hai, Huệ Năng Đại Sư dạy người ta ngồi thiền, không phải ngồi bồ đoàn, diện bích ngồi thiền, tức là quay mặt vào tường. Trong Pháp Bảo Đàm Kinh, Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, ngoại bất trước tướng viết thiền, nội bất động tâm viết định. Nghĩa là ngoài không chấp tướng, trong không động tâm, tức là thiền định, không phải ngồi xếp bằng hướng vào vách. Bên trong phải tiêu trừ phiền não của tham, sân, si, mạng. Bên ngoài không bị sự quyến rũ của danh danh, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần, thì là thiền định. Định nói ở đây là tánh định, là lý định, cũng là thủ lăng nghiêm đại định, đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Hay nói cách khác, đó là tâm thanh tịnh. Phần cuối của Kinh Kim Cang, Thích Ca Mâu Ni Phật căn dặn tôn giả Tu Bồ Đề, Bồ Tát trụ thế nhất định phải tự hành hóa tha. Phải dùng thái độ gì để tự hành hóa tha? Đức Thế Tôn dạy ngài: bất thủ ư tướng, như như bất động. Tám chữ này tức là thiền định. Bất thủ ư tướng tức là ngoài không chấp vào tướng, như như bất động tức là bên trong không động lòng. Nói cho đơn giản, dễ hiểu một chút, thì người tu hành tuyệt đối không thể bị ngoại cảnh cám dỗ, mê hoặc. Đó là không chấp tướng, không phải là rời bỏ cảnh giới bên ngoài. Rời khỏi rồi, còn gì mà độ chúng sanh? Muốn độ chúng sanh thì phải tiếp xúc với chúng sanh. Tuy tiếp xúc, nhưng quyết không chấp tướng, quyết không bị ảnh hưởng. Đó là thiền. Bên trong không động tâm. Không động tâm nào? Không động bởi tham, sân, si, mạng. Không động thị phi, nhân ngã. Quyết không có phân biệt chấp trước. Đó là định. Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy tôn giả Tu Bồ Đề: bất thủ ư tướng, như như bất động. Thiền Tông do Lục Tổ truyền lại. Thiền định là từ hai câu này mà ra. Không chấp trước tướng là thiền, không động tâm là định. Thiền định thật sự là khi lục căn tiếp xúc với cảnh giới lục trần mà không cởi tâm, không chấp tướng, chứ không phải là ngồi xếp bằng hàng ngày. Nếu thân tuy ngồi xếp bằng, tâm thì vọng tưởng, đó là thiền định gì? Chấp trước tướng thì không có thiền, ý niệm động thì không có định. Phật và Đại Bồ Tát luôn ở trong định, đại định thì không có xuất định, nhập định. Thủ là nghiêm đại định. Na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Nghĩa là na già chỉ Phật Bồ Tát, nói trong Kinh Lăng Nghiêm, đi đứng, nằm ngồi đều ở trong định. Chư Phật và Bồ Tát đều thường là như vậy. 3. Trong tất cả thiền định đều không gì thù thắng bằng niệm Phật Tam Muội. Chỗ thù thắng nhất của niệm Phật Tam Muội là mọi người đều có thể tu, mọi người đều có thể đạt được. Không cần nhiều năm, nhiều tháng, một đời là có thể thành tựu. Chúng ta nói một đời là còn quá dài. Theo trong Kinh Phật nói, nhược nhất nhật, đáo nhược thất nhật. Nghĩa là một ngày đến bảy ngày thì có thể đạt được nhất tâm bất loạn. Thật có lý khi gọi đó là vua trong tam muội. Định là then chốt của việc tu hành. Mục đích học Phật của chúng ta là phải khai mở trí tuệ. Trí tuệ từ đâu mà khai mở? Từ định mà khai mở. Do đó, trí tuệ không có cách gì để cầu. Chỉ cần có định, định khởi lên tác dụng thì là trí tuệ. Định, tuệ cùng một thứ. Định là thể, tuệ là dụng. Có thể thì đương nhiên có dụng. Định trong Tịnh Tông tức là nhất tâm bất loạn.
cũng gọi là niệm Phật tam muội. Tam muội là thiền định. Vì thế, chư vị cổ đức cực lực đề xướng trì giới niệm Phật. Giới luật rất quan trọng. Từ phẩm thứ 32 đến 37 của Kinh Vô Lượng Thọ đều nói về giới luật. Chúng ta y theo cuốn niệm Phật là cầu tâm thanh tịnh, có thể tu tốt ngũ giới thập thiện. Đối với chúng ta cầu nhất tâm bất loạn, cầu niệm Phật tam muội, quyết định được hỗ trợ. Phật pháp nhất định phải tu từ trong định. Cái định này đơn giản nhất, dễ dàng nhất, tức là nhất hướng chuyên niệm của Tịnh Tông đã nói. Chúng ta ai ai cũng làm được nhất hướng chuyên niệm. Nhất là nhất tâm, cũng là chuyên tâm. Chuyên tâm là nhất tâm. Hướng là một phương hướng, vậy là được rồi. Chuyên tâm theo một phương hướng, hướng theo phía A-di-đà Phật. Tâm của chúng ta ắt được thanh tịnh. Thanh tịnh đến một trình độ nhất định thì sẽ bất loạn, tức là thiền định. Được thiền định tức được sự nhất tâm bất loạn như Phật môn đã nói. 4. Chúng ta muốn cầu trí tuệ chân thật, phải cầu từ định. Định tức là tâm thanh tịnh. Với tất cả pháp, không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm là định. Định tức là tự tánh. Tác dụng của tâm định là trí tuệ thật sự. Tứ thiền bát định của thế gian là giả, vì có thể mất đi. Định thứ 9 mới là thật. Tứ thiền bát định là 8 giai đoạn. Lên cao nữa là cửu định, là sự chứng đắc của bậc A-la-hán. A-la-hán được định thứ 9, tuyệt đối không bị thoái chuyển. Do đó, định này mới là thiền định thật sự. Thiền định cao nhất trên thế gian là tứ thiền bát định. Sanh đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, định lực của họ có thể duy trì đến thời gian dài 8 vạn đại kiếp. So với thời gian và không gian vô lượng thì thời gian của 8 vạn đại kiếp rất ngắn ngủi. Khi 8 vạn đại kiếp đến rồi, định lực của họ không duy trì được, lại bị đọa xuống. Định thứ 9 thì siêu vượt tam giới, chứng quả A-la-hán. A-la-hán thì không phải thoái chuyển đến tam giới. 5. Quý vị tu thiền tốt cách mấy thì quý vị cũng không đến được cõi trời sơ thiền. Vì trời sơ thiền không có dục niệm, phải thực sự hàng phục được dục niệm. Nếu vẫn chưa hàng phục được thì quý vị vẫn ở trong dục giới, sắc giới cũng không đạt được. Vì mới biết khó thật chứ không dễ dàng. Do đó không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì thật là ngu muội, ngông cuồng. Biết rõ chân tướng sự thật mới biết rằng ngoài pháp môn này ra không còn con đường thứ hai có thể ra khỏi lục đạo luân hồi, bởi vì đó là con đường đới nghiệp vạn sanh, vọng tưởng chưa dứt cũng đi được. Đây là một việc không dễ. 6. Trong Khởi Tính Luận, Bồ Tát Mã Minh nói với chúng ta rất rõ ràng, cặn kẽ, dạy cho chúng ta thái độ học tập. Thứ nhất, ly ngôn thuyết tướng, không nên chấp trước ngôn từ thuyết pháp của Phật. Thứ hai, ly danh tự tướng, đừng nên chấp trước rất nhiều danh từ riêng, thuật ngữ trong kinh Phật. Thứ ba, ly tâm duyên tướng, đừng nghĩ ý nghĩa của chúng. Nghe kinh như vậy là tu định. Định có thể khai trí tuệ, do đó vừa nghe là được khai ngộ rồi. Y tùy duyên. Một, chúng ta phải ghi nhớ một nguyên tắc quan trọng là phát nguyện phải chân thật. Tiếp tục huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh. Phải ghi nhớ là tùy duyên chứ không phan duyên. Khi duyên chưa hiện tiền thì không miễn cưỡng, không cầu, không đi tạo cơ hội. Nếu tạo điều kiện, vậy là sai rồi. Có ý niệm tạo cơ hội, tạo điều kiện, thì tâm không thanh tịnh, sẽ không như pháp. Cho nên, phải chờ đợi đến khi nhân duyên chín mùi. Nhân duyên chưa chín mùi, thì phải chăm chỉ tu hành, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình, hạ công phu ở phương diện này. Chờ đợi cơ duyên chín mùi,
quyết định không được phan duyên. Hoằng pháp lợi sanh làm hay không? Phải làm, phải tùy duyên mà làm, không được phan duyên mà làm. Có cơ hội thì làm, không có cơ hội thì không đi tìm để mà làm. Vậy là đúng rồi, làm cũng như không làm. Nếu kể công, tôi đã làm được bao nhiêu việc tốt, đây là chấp trước tướng mà tu phước, sẽ không có công đức gì cả. Phải ta. Biến chứng tiểu đường gây mờ mắt, giảm thị lực, mất cảm giác, tê bì chân tay, suy thận, yếu sinh lý, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Tam luân thế không, trong tâm một lòng một dạ niệm Phật. Có cơ hội thì tùy duyên giúp đỡ chúng sanh, tùy duyên cũng phải tận tâm tận lực, công việc mới làm được viên mãn. Nếu không có cơ hội thì tự mình lão thật niệm Phật, thật sự chân thành niệm Phật thì sẽ được đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh, biết trước ngày giờ lâm chung không có đau khổ. 2. Trên thế gian này làm mọi việc tốt, mọi thứ công đức đều không bằng câu A Di Đà Phật. Tất cả hành vi thiện, việc thiện chúng ta tùy duyên mà làm, quyết không phan duyên. Phan duyên là có ý muốn làm, vậy là tâm đã xen tạp. Tùy duyên là nguyện lực làm, là gặp thì làm, khi chưa gặp thì ý niệm cũng không có, khi gặp rồi làm xong cũng không nghĩ tới nữa. Đây là tùy duyên. Tuy làm mọi việc thiện, tâm địa thanh tịnh, trong tâm vẫn là một câu A Di Đà Phật, quyết định không có thay đổi, quyết định không có xen tạp. Phải tu phước, tu huệ, không cần tu thứ khác. Lão thật niệm câu A Di Đà Phật là được rồi. Niệm đến thân tâm thanh tịnh, phước tuệ sẽ hiện tiền. Đạo lý này phải tin sâu, không hoài nghi. Nếu không thể tin sâu như vậy thì trong xã hội ngày nay đề xướng những việc làm từ thiện, chúng ta nên làm nhiều việc tốt, tùy duyên tu phước là đúng. Chấp có ý tu phước là sai rồi. Niệm Phật, niệm đến tâm thanh tịnh, cái được đó là phước vô lậu. Phước vô lậu thì tương lai được vãng sanh tịnh độ, y báo chánh báo trang nghiêm với Phật, không hai không khác. Phước hữu lậu làm sao sánh bằng. Không phải nói là người học Phật không đi làm việc thiện, việc thiện phải tùy duyên mà làm, không phan duyên thì tâm chúng ta sẽ được thanh tịnh. 3. Người học Phật tâm địa phải thanh tịnh, hàng ngày đối nhân xử thế tiếp vật đều phải tùy duyên. Tùy duyên là không tự mình chủ trương theo ý riêng, trong tùy duyên mà đoạn ác tu thiện. Phàm là đối với mình có lợi đều là ác. Phàm là đối với cả Phật Pháp có lợi ích, đối với chúng sanh có lợi ích đều là thiện. Phật Pháp từ đầu đến cuối là phá ngã chấp, phá pháp chấp. Có ý kiến là có chấp trước, có chấp trước đó là ác, thì có ngã chấp, có pháp chấp. Tùy duyên là cái gì cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ta đều hoan hỷ mà cùng cư xử với họ. Vì họ có chấp trước, ta thì không có. Họ có phân biệt, ta không có phân biệt. Họ có vọng tưởng, ta không có vọng tưởng, không có. Thì cái gì cũng tùy thuận. Có rồi thì đối lập, thì có đụng chạm. Đâu có hoàn cảnh nào mà không thể cùng sống chung, đâu có nhân sự nào mà không thể cùng cư xử. 4. Có nguyện mà không cầu thì được tự tại. Có nguyện, sau cái nguyện còn có một cái tâm hy cầu, tức là hy vọng và cầu xin. Đây là gánh nặng rất lớn, cũng rất khổ não. Cái gì khổ? Cầu không được thì khổ, khi cầu được rồi lại lo lắng được mất, sợ mất đi thì khổ lại đến nữa. Cho nên Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên, đây thì được đại tự tại rồi. Cho dù hoằng pháp lợi sanh cũng không ngoại lệ. Có duyên thì chúng ta làm cho tốt, không có duyên thì chúng ta niệm Phật cho tốt, càng tự tại. Có duyên quý vị phải tận tâm tận lực mà làm thì mới viên mãn,
Không có duyên, tâm của ta vừa phát là viên mãn rồi, không cần đi làm. Đây là tùy duyên. Si thành Phật. Một, thế giới cực lạc đã xây dựng viên mãn thành tựu rồi, không những là thế giới của chân, thiện, mỹ, huệ thành tựu, viên mãn. Tất cả những người giảng sanh về nơi đó, không một ai là không tu hành thanh tịnh. Tư tưởng, kiến giải, ngôn từ, tạo tác, không ai là không thanh tịnh đến cùng tột. Điều cực là trang nghiêm, tốt đẹp đến cực điểm. Thế giới Tây Phương, bất luận là hoàn cảnh vật chất, người, việc, không có một tí khiếm khuyết. Đọc xong những kinh văn này là chỉ những kinh văn nhất hướng chuyên chí trang nghiêm diệu thổ. Trang nghiêm chúng hành, ngã dĩ thành tựu trang nghiêm Phật thổ, thanh tịnh chi hành. Bỉ cực lạc giới, vô lượng công đức, cụ túc trang nghiêm. Mà vẫn không muốn giảng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới để gần gũi với A-di-đà Phật. Người như thế thì giống thầy Lý từng nói, phi ngu tức cuồng, không là ngu muội thì là cuồng vọng. Nói cách khác, đầu óc không bình thường. Người bình thường biết được sự thật này, lẽ nào lại không cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc? Hai, tính thọ phụng hành. Phải thật sự tính, phải thật sự thọ, thành thật y theo những lời dạy của Phật mà làm. Nếu có thể làm theo thì là đệ tử đệ nhất của Như Lai, tương lai quyết định được vãng sanh. Chúng ta đã ghi danh, đăng ký, lấy số ở Tây Phương cực lạc thế giới, đương nhiên quyết định phải đi. Bây giờ ở thế giới này chỉ là tùy tuồng mà diễn, đừng nên mải mê nữa. Nhất định phải hiểu rõ, hết thảy vạn pháp trên thế gian này đều là giả, nên buông xuống, xả bỏ hết. Trên thế gian này, bất luận đối với người nào, việc gì, vật chi, trong lòng quyết không có một tí lưu luyến. Bởi vì chúng ta là người của thế giới Tây Phương cực lạc, quyết định vãng sanh, một tí nghi ngờ cũng không nên có. Ba, vãng sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới thì mãi mãi không còn đọa tam ác đạo, vĩnh viễn không bị đọa xuống lục đạo luân hồi. Quý vị đến lại thế gian này là Bồ Tát thừa nguyện tái lai, không có thứ gì là không tự tại. Quý vị đến để độ chúng sanh, chứ không phải đến để thọ báo. Quý vị đến để thị hiện là diễn tuồng, nhưng là diễn cho người khác xem, đó hoàn toàn khác hẳn. 4. Khi chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc, kiến tư phiền não chưa dứt, trần sa phiền não chưa đoạn, vô minh chưa phá hết, đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sinh tướng vô minh chưa dứt đoạn. Về đến Tây Phương cực lạc thế giới sẽ đoạn tuyệt hết những thứ phiền não này rất nhanh, rất dễ dàng. Dứt hết phiền não thì chứng đắc viên mãn của vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử đại hỏa mãn tam thiên, nghĩa là ví dụ như lửa cháy lớn khắp tam thiên. Tam thiên là tam thiên đại thiên thế giới. Giả sử như tai nạn lớn bất chợt xảy đến thì phải làm sao đây? Không sao, nhờ oai đức của Phật tức có thể siêu thoát. Thừa Phật oai đức tức năng siêu. Lúc bây giờ vẫn phải quyết sanh tịnh độ, không cần lo lắng. Khi có kiếp nạn lớn, Phật sẽ hiện thân đến tiếp giùm quý vị. Nhất định phải có lòng tin, phải thật sự tin tưởng lời Phật nói. Bất luận gặp phải tai nạn gì đều có thể tùy lúc mà vãng sanh. Đây là Phật đã thọ ký cho chúng ta, thật sự ban cho chúng ta, những người niệm Phật, một viên thuốc an tâm, không phải hoài nghi nữa. Gặp kiếp nạn gì đều phải nhất tâm niệm Phật, đừng hoảng hốt, đừng sợ hãi. 5. Khi sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì không có một thứ gì là không bình đẳng. Hình dáng của Phật A-di-đà thế nào thì quý vị cũng thấy đó. Quý vị cao lớn hệt như A-di-đà Phật. Thể chất, màu da cũng giống với A-di-đà Phật. Mọi thứ thọ dụng đều như nhau. Đó là pháp giới bình đẳng.
Hiện giờ trên thế gian này, thấy hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí thì lạy, thì cầu các ngài. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là lão huynh, lão đệ, học trưởng, học đệ rồi, tức là đàn anh học lớp trên và đàn em học lớp dưới. Nếu chúng ta dùng phương pháp thông thường mà tu hành, quý vị thử nghĩ xem, phải tu đến năm nào mới sánh bằng các ngài? Duy chỉ có pháp môn niệm Phật, khi giảng sanh thành công là tu hành bình đẳng với các ngài. Shaking, shaking your bum bum bum, liking your package, filling the package, making the boys do no no no. And to get you go down, go down, don't let me bend down. I see you there, sweep down, go yeah, brother, show that girl. Yeah, 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 yeah. The money they make me the baby. Ngài. Vì vậy, trong tất cả pháp môn, không có gì khác thù thắng hơn. Có thể thấy rõ đây là pháp môn cứu cánh phương tiện. Khi sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, những quả báo đạt được quá cao, quá nhanh, làm ta giật mình, không thể tin nổi. Nhưng đó là sự thật. Người như chúng ta, một vọng phiền não cũng chưa đoạn, được đới nghiệp vãng sanh, vừa sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đứng ngồi ngang hàng với Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, chư vị Bồ Tát. Vậy thật quá rồi. Nhưng đó là sự thật. Sanh về Cực Lạc thế giới, tức viên chứng tam bất thoái. Do đó, tuy là phàm phu, nhưng có thể nói là đã là đẳng giác Bồ Tát. Sự thật này, trong yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư nói rất tường tận, tỉ mỉ. 6. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì là vô lượng thọ, tuổi thọ ngang bằng với A Di Đà Phật. Thọ mạng dài không cách nào tính đến được. Máy tính hiện đại nhất trên thế giới ngày nay cũng tính không ra. Đây là từ vĩnh sanh, tức là sống mãi, mà trong các tôn giáo khác thường nói. Vĩnh sanh thật sự trên trời còn chưa được, tuổi thọ chỉ dài hơn một tí so với người thế gian mà thôi. Tuổi thọ của cõi trời phi tưởng, phi tưởng là bát vạn đại kiếp, vẫn còn là một con số nhất định. Duy chỉ có Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật sự vô lượng thọ. Vì vậy, sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một đời thành tựu. 7. Ngoại trừ Cực Lạc thế giới ra, trong lục đạo luân hồi, trước sau đều là cô độc. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì không còn cô đơn, vì bà con, quyến thuộc quá nhiều. Cha mẹ, sư trưởng, bạn học, đạo hữu, thân bằng, quyến thuộc trong những kiếp quá khứ đã niệm Phật được vãng sanh. Họ cùng A-di-đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Phàm những vị thiện nhân theo A-di-đà Phật cùng đến để tiếp dẫn quý vị, đều có quan hệ với quý vị. Không có quan hệ
sẽ không theo Phật đến tiếp diện quý vị. Vừa gặp mặt thì giới thiệu, tôi là bạn, vợ chồng, anh em, chị em, bạn tốt, đạo hữu đồng tu của đời nào kiếp nào của quý vị. Vừa nói, bản năng của các thứ túc mệnh, thiên nhãn thông lập tức khôi phục. Nhớ lại rồi, đều là quen biết cả. Thì ra, ở nơi tịnh độ, bà con bạn bè nhiều như vậy, tiếp đón thật không dễ. Trong kinh nói rất rõ, đến khi lâm chung, một hơi thở không vào, đến lục đạo luân hồi, thay hình đổi dạng, tuy gặp mặt nhau mà không nhận ra, thì mới biết ân ái không phải là thật, không có cách nào để giữ lại được. Duy nhất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, bà con, gia quyến của đời đời kiếp kiếp, bất luận đọa đến đường nào, đều thấy được, đều nghe được, hoàn toàn biết rõ tình trạng sinh hoạt lúc bấy giờ của họ. Do đó, muốn thật sự yêu thương gia thân quyến thuộc của mình, chỉ có một cách, mau mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới, trước tiên đến đó để quan sát những gì thân bằng quyến thuộc. Đến khi thấy họ hồi tâm chuyển ý, có thể tiếp thu Phật Pháp, thì đi độ họ, dẫn dắt họ về Cực Lạc thế giới. Lúc ấy, chính tự thân mình có năng lực này. Hiệu quả nhất là lục đạo luân hồi. Hiện tại trong thế giới này, bà con quyến thuộc của quý vị có được mấy người? Khi chuyển kiếp rồi thì đường ai nấy đi, không còn quen biết nữa. Mọi thứ quan hệ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Cho nên rất xa lạ. Duy chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có nhiều thân bằng tiền hữu. 8. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ai ai cũng thần thông quảng đại. Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký không sao sánh nổi, kém hơn nhiều. Tôn Ngộ Không mới có 72 phép biến hóa, chẳng ra gì cả. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, biến hóa vô lượng vô biên, phân thân đi độ những thân bằng quyến thuộc. Còn bản thân mình thì không rời khỏi bên cạnh A-di-đà Phật. Quý vị có thể phân ra vô số thân, mỗi ngày lạy vô số Phật, độ vô số chúng sanh, toàn là dùng phân thân mà đi. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhớ thương bà con quyến thuộc của quý vị, hiện họ sống. Do you like thrilling adventures? So, have a look at our best treasure hunting equipment and start finding treasures right away. Visit our website, okmmetaldetectors.com. Ra sao? Quý vị lúc nào cũng nhìn thấy được. Cho dù họ ở lục đạo luân hồi, họ không nhận ra quý vị vẫn nhận biết họ. Họ đã đến con đường nào, tình trạng hiện giờ ra sao, lúc nào thì cơ duyên chín muồi, tức là lúc quý vị nói pháp với họ, thì họ nghe lọt tai, họ có thể tin, thì quý vị có thể tùy lúc hóa thân, vì họ mà thuyết pháp, đi độ họ. Do đó, muốn thật sự giúp đỡ thân bằng quyến thuộc, không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì không có năng lực này. 9. Phước đức thật sự do chúng ta tu hành chỉ giúp được vong linh của ông bà, cha mẹ sanh về cõi trời đau lợi. Tất nhiên đó không phải là cứu cánh. Tương lai vẫn không tránh khỏi luân hồi. Thật sự muốn giúp đỡ họ được cứu cánh, cách duy nhất là tự mình vãng sanh về tịnh độ. Nếu người thân quyến thuộc sanh đến cung trời đau lợi, thọ mạng của thiên nhân rất dài. Quý vị có thể hóa thân lên trời giảng kinh thuyết pháp cho họ, khuyên họ niệm Phật vãng sanh. Đó mới là thật sự giúp đỡ họ, cũng là lợi ích của công đức thật sự. 10. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ác nghiệp của đời đời kiếp kiếp đều xoay chuyển lại. Những oán gia trái chủ trong đời quá khứ, nợ mạng của họ cũng được, nợ tiền cũng được, đều không cần bận tâm để ý. Phải trả không? Đương nhiên là phải trả. Trả bằng cách nào? Làm Bồ Tát đi độ họ, đi giáo hóa họ. Vì khi sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, tất cả tánh đức đều bộc lộ, trả tiền rất dễ dàng. Trong tự tánh có vô số của báo, có thể trả gấp nhiều lần cho họ, khiến họ sanh lòng hoan hỷ,
đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có bản lĩnh này. Nam Mô A Di Đà Phật. Người trên thế gian có rất nhiều bệnh tật, từ đâu mà đến? Nghiệp sát quá nặng. Lúc trước khi tôi đọc quyển Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh, sợ đến nỗi dựng cả tóc gáy. Tại sao tôi có cảm xúc sâu nặng đến như vậy? Cha của tôi lúc còn sống rất thích đi săn bắn, cho nên nghiệp sát rất nặng. Vì khi đó chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tuổi trẻ không hiểu chuyện, tôi theo cha ngày ngày đi săn, ngày ngày sát sinh, không có ngày nào mà không sát sinh. Tôi làm hết 3 năm. Khi xưa có thể bói toán nói với cha tôi rằng cha tôi có thể không qua khỏi 45 tuổi, cho nên ông từ chức trở về quê nhà, định lánh qua kiếp nạn này. Không ngờ sau khi về đến quê nhà khoảng nửa năm thì bị bệnh. Năm đó đúng lúc 45 tuổi, bị bệnh đó lúc sắp chết. Đúng như trong Địa Tạng Kinh miêu tả, người bị cuồng loạn, thấy núi thì chạy thẳng lên núi, thấy sông nước thì nhảy xuống lặn hụp bắt cá, giết cá. Tôi trông thấy rất sợ hãi. Sau này khi đọc Địa Tạng Kinh, nhớ lại tình trạng của cha khi bị bệnh và chết thê thảm, tôi ăn năn sám hối. Không những không dám sát sinh, tôi còn phát tâm ăn trường chay, không dám ăn thịt chúng sanh nữa. Cho nên sau khi tôi học Phật, chỉ làm 3 việc. Thứ nhất là phóng sanh. Khi xưa sát sanh, bây giờ phóng sanh để chuộc tội. Thứ hai là bố thí thuốc men. Thứ ba là in kinh. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng thường thường tìm người bói toán đoán mạng cho tôi. Số mạng của tôi không khác cha tôi, đều không qua khỏi 45 tuổi. Tôi rất tin, vì trong ký ức của tôi, ông nội của tôi chết lúc 45 tuổi, bác của tôi chết lúc 45 tuổi, cha tôi cũng chết năm 45 tuổi. Khi tôi xuất gia thọ giới, có 2 sư huynh rất hợp với tôi. Chúng tôi là sinh cùng năm, cùng tuổi, nên số mạng của 3 người chúng tôi không khác nhau lắm. Ông thầy bói toán nói chúng tôi đều không qua khỏi 45 tuổi. Đến năm 45 tuổi, tháng 2 đi hết 1 người, tháng 5 lại đi thêm 1 người. Đến tháng 7 tôi bị bệnh. Tôi hiểu rõ đến phiên tôi rồi. Khi ấy ở Cơ Long, Đài Loan, vị trụ trì Thập Phương Đại Giác Tự là Sinh Nguyên Lão Hòa Thượng mời tôi giảng Kinh Lăng Nghiêm. Trong thời gian an cư kiết hạ, nhưng Kinh Lăng Nghiêm giảng viên mãn đến quyển thứ 3 thì tôi bị bệnh. Tôi biết thời giờ đến rồi, cho nên ở nhà đóng cửa phòng lại, niệm Phật cầu vãng sanh, cũng không đi khám bác sĩ, vì bác sĩ trị được bệnh chứ không trị được mạng. Chỉ một lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Kết quả là sau 1 tháng thì hết bệnh. Cho đến tận bây giờ không bị bệnh gì cả. Tôi đã qua được ải này. Sau đó 1 năm, Hội Phật học Trung Quốc Đài Loan tổ chức Nhân Vương Hộ Quốc Pháp Hội. Vào thời kỳ này, tôi giảng Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Trong Pháp Hội, tôi gặp được Cam Châu Hoạt Phật, tức là Phật sống. Ngài mời tôi ngồi xuống. Ngài nói với tôi: Tịnh Thông Pháp Sư, lâu ngày ta không gặp mặt rồi. Tôi nói: Bạch Phật gia, có việc gì không? Ngài nói: Trước kia sau lưng ông, chúng tôi có nói rằng con người của ông rất thông minh, đáng tiếc là thọ mạng ngắn, lại không có phước báo. Tôi đáp rằng: Điều này nói trước mặt tôi cũng được, tôi không kiên kỵ, tôi hiểu rõ. Ngài lại nói: Nhưng mà mấy năm nay ông giảng kinh Hoằng Pháp Lợi Sanh, công đức làm được rất lớn, vận mạng của ông đã hoàn toàn chuyển đổi, không những có đại phước báo, thọ mạng của ông còn rất dài. Vì tôi đã đọc kinh Địa Tạng, thấy được quả báo của cha phải chịu, tôi mới hồi đầu quay lại. Cho nên cảm xúc của tôi thâm sâu hơn người khác. Tôi đi săn bắn 3 năm, tạo tội sát sanh rất nặng.
Tôi 26 tuổi học Phật, sau đó là ăn thường chay, không dám sát sanh nữa. Tôi đã được quả báo này, tôi có thể làm chứng cho quý vị. Có người nào mà không hy vọng và cầu cho thân thể được khỏe mạnh, cường tráng? Làm cách nào? Trì giới không sát sanh, từ trong tâm mà trì. Đối với tất cả chúng sanh, phải đoạn ý niệm sát hại, quyết định không làm việc gì có thể thương tổn đến tất cả chúng sanh. Không những không được làm, ý niệm cũng không được có. Những động vật nhỏ bé như mũi, kiến cũng không được sát hại. Quả báo của quý vị là trường thọ, không bệnh, khỏe mạnh. Trích lục từ A Nan vấn sự Phật Kiết Hung Kinh 15, 13, 78. Đối với câu Phật hiệu này, phải có lòng tin kiên định. Tôi bị bệnh nặng, tôi niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi không đi bác sĩ khám bệnh, cũng không uống thuốc. Tôi không muốn hết bệnh, chỉ muốn sớm được vãng sanh tịnh độ. Phải có quyết tâm, nghị lực như vậy, người này mới có thể thành công. Không tham sống sợ chết, không tham ngũ dục lục trần của thế gian này. Chỉ có một niệm là cầu sanh Tây Phương, càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt. Phải có cái tâm này mới là phát nguyện chân thành, nguyện sanh bị quốc. Thần thức, người Trung Quốc gọi đó là linh hồn, là không sanh, không diệt. Căn bản là không có sanh tử, chỉ qua là đổi thân thể, đổi hoàn cảnh sinh hoạt, như là di dân vậy, đổi thân phận mà thôi. Cho nên, người hiểu rõ chân tướng của vũ trụ, quyết không sợ chết. Tất cả chúng sanh, không sanh, không diệt, chỉ là chuyển biến mà thôi. Người có sanh, đương nhiên là có tử. Thọ mạng dài ngắn không đáng kể. Không nên sợ chết, không nên tham sống. Người học Phật thích chết. Người chết rồi sẽ đến Cực Lạc thế giới mà. Lìa khổ được vui sớm một chút. Tôi không sợ chết, tôi thích chết. Tôi rất thích chết sớm một chút. Trên hành vi nghiệp sát là tội nặng nhất. Cho nên tổng hợp trọng tâm giới luật của Phật nói cho chúng ta biết là từ tâm bất sát. Vô úy bố thí được khỏe mạnh, trường thọ. Vô úy bố thí đó là ăn chay, không ăn thịt chúng sanh. Quy luật của trời đất là dây trả. Có dây ắt có trả, nhân quả báo ứng, tơ hào không sai. Cho nên, hộ sanh phóng sanh, không ăn thịt của tất cả chúng sanh, công đức này rất lớn. Bố thí, tôi xin làm ba việc này, in kinh, phóng sinh và bố thí y dược. Đỉnh cao nhất của Phật Pháp, đó chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Phương Pháp mười niệm, Pháp Sư Tịnh Không giảng dạy. Phương Pháp mười niệm tức là một ngày niệm 10 lần, và mỗi lần niệm 10 danh hiệu A-di-đà-phật, là phương pháp đơn giản, lợi ích thiết thực trong việc hành trì pháp môn niệm Phật. Đặc biệt, thích hợp với những người bận rộn, ít có thời gian tu tập. Hành trì theo phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta nhất tâm chánh niệm A-di-đà-phật và giúp cho chúng ta an lạc, thanh thản ngay trong giây phút hiện tại. Thời khóa hành trì được bắt đầu khi chúng ta thức giấc vào sáng sớm. Chúng ta ngồi thẳng người và niệm rõ ràng danh hiệu A Di Đà Phật 10 lần với tâm chánh niệm. Niệm lớn tiếng hay niệm thầm tùy theo ý muốn từng người. Chúng ta lặp lại công phu này 9 lần nữa trong một ngày. Như vậy, chúng ta công phu theo phương pháp này 10 lần trong mỗi ngày. Thời gian đó được đề nghị như sau. 1. Ngay khi vừa thức giấc buổi sáng sớm. 2. Trước khi bắt đầu dùng điểm tâm. 3. Sau khi dùng điểm tâm. 4. Trước khi làm việc chính trong ngày. 5.
sau khi làm xong việc chính trong ngày. 6. Trước khi ăn trưa. 7. Sau khi ăn trưa. 8. Trước khi ăn tối. 9. Sau khi ăn tối. 10. Lúc trước khi đi ngủ. Quan trọng nhất là phải hành trì đều đặn. Sự gián đoạn, không kiên nhẫn khi hành trì sẽ làm giảm hiệu lực tác dụng. Nếu hành trì liên tục, tinh cần, thì người tu sẽ thấy càng ngày thân tâm càng gia tăng niềm an lạc. Tinh tấn hành trì phương pháp niệm 10 danh hiệu A-di-đà Phật kết hợp với niềm tin và bản nguyện chân chính không thay đổi, chắc chắn bảo đảm tâm nguyện vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, cõi vô lượng thọ, vô lượng quang sẽ được thành tựu. Theo lão cư sĩ Lý Bình Năng, là thầy của Pháp Sư Tịnh Không, khuyên dạy khi niệm đủ 10 niệm sẽ niệm kệ hồi hướng như sau: nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh nước Cực Lạc. Hỏi: kệ hồi hướng có tác dụng gì? Đáp: công dụng của bài kệ hồi hướng rất lớn. Người tu hành bất luận là niệm Phật hay niệm kinh, khi niệm xong nhất định phải niệm kệ hồi hướng một lượt. Hồi hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng được vãng sanh càng tăng thêm một phần. Nếu làm công đức nhưng chẳng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Phước báo càng lớn càng dễ tạo tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn. Vì thế người học Phật phải nên đem hết thảy công đức hồi hướng vãng sanh Tây Phương, thì lúc lâm chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ hồi hướng cũng giống như niệm Phật, phải từng chữ từng câu phát xuất từ nội tâm, chẳng thể niệm suông nơi cửa miệng được. Trích Tuyết Hư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập, tuyển tập các bài viết về tịnh độ của lão cư sĩ Lý Bình Nam. Trích dịch Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa.